Vâng, xin chào tất cả anh chị đam mê đá quý. Nay tôi vừa mới làm xong một chiếc nhẫn cho anh Quyết ở Nghệ An. Chiếc nhẫn này cũng tương đối về cái kích thước của viên đá thì nó rơi vào 15,33 nhân với 10,99 mm. Trọng lượng của viên này là hơn 13 k một chút. Nói chung khối thì cao và đầy đặn. Bởi vì anh thích viên nó to một chút. Chất lượng thì nó là chất chất ngọc. Có độ phản quang khi có ánh sáng. Đây như chưa tôi đang cầm trên tay quay ánh sáng bình thường. Trời Hà Nội mưa thì nó có hắt sáng, hắt đỏ xuống dưới vàng, tức là nó có độ ngọc. Cái viên này thì xuất xứ Yên Bái, thiên nhiên 100%. Hình khối rất là tốt, màu thì như hình. Đây là màu quay thật. Cái màu sắc của chúng ta khi chúng ta nhìn ruby thì chúng ta nhìn vào cái màu của cái da của tay. Chúng ta căn màu qua cái da của tay. Ví dụ tay tôi đang là màu rất là bình thường thì bên ngoài màu viên đá nó cũng sẽ như thế. Còn nếu mà tay màu của chúng ta mà chúng ta để ý mà màu nó khác cái màu tay của chúng ta thì có thể cái màu bên ngoài nó sẽ khác. Đấy là một số những cái mà kinh nghiệm chúng ta mua ruby hay là mua đá quý. Có thể chúng ta ở xa hoặc là chúng ta mua qua mạng, chúng ta không được xem trực tiếp. Thì cái bài này tôi sẽ chia sẻ sau. Thì vàng thì anh đánh vàng 18 k. Vàng, lớp vàng rất là đẹp và đánh rất là tinh xảo và kỹ. Chúng ta có thể nhìn thấy các cái đá con vào rất là thẳng hàng, thẳng tắp, đều thẳng tắp luôn. Còn viên đá chủ thì nếu mà là đá tự nhiên 100% thì chắc chắn nó phải có một cái vết tích của tự nhiên, vết của tự nhiên. Cái này nó trải qua hàng triệu triệu năm trong lòng đất nên nó rất nhiều cái sự thay đổi về địa chất cũng như sự hoạt động của núi lửa, rồi nhiệt độ, áp suất, rồi rất nhiều các yếu tố khác ảnh hưởng đến cái chất lượng của viên đá từ khi trái đất được hình thành. Và chiếc nhẫn sau khi đã xong, tôi đeo lên tay cho mọi người xem cái dáng của nó. Thì nó rất là lịch sự và rất là nổi bật. Đây là tôi đeo ở trên tay. Còn đây là cái chứng thư tôi đã giám định cho cái nhẫn này. Đảm bảo tự nhiên 100%. Chúng ta xem ở phần nhận xét. Nếu mà tự nhiên thì họ sẽ ghi là ruby tự nhiên. Cảm ơn mọi người.